Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ. Tàu duyệt khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022. Thưa quý vị, Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay 29 tháng 4, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dân hoa dân hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, khu tưởng niệm các giáo viên học sinh hy sinh trên công trường đắp Đê Sông Mã tại khu văn hóa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh trong không khí trang nghiêm thành kính đoàn đại biểu tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa cùng các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và thành phố thanh hóa đã dâng hoa dâng hương kính cần bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tưởng nhớ công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại người đã cống hiến hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thanh hóa nguyện tiếp tục giữ vững đoàn kết chung sức đồng lòng tranh thủ thời cơ vận hội vượt qua mọi khó khăn thách thức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 đặt vòng hoa dân hương tại đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ hàm rồng khu tưởng niệm các giáo viên học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông mã đoàn đại biểu tỉnh thanh hóa bày tỏ lòng thành kính biết ơn những cống hiến hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước Thay mặt Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Sáng nay 29 tháng 4, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trường đoàn, đã có buổi giám sát việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2018-2021 tại thị xã Bỉm Sơn. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi giám sát thực tế việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã Quang Trung và bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn. Tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn, các thành viên trong đoàn giám sát đã thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn như vẫn còn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính quá hạn, việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích hiệu quả chưa cao, hệ thống phần mềm một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền còn chưa đồng bộ, cơ sở vật chất bộ phận một cửa các cấp còn hạn chế. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí nguyễn quang hải phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trường đoàn giám sát đề nghị để công tác cải cách hành chính có sự bứt phá hơn nữa thị xã cần tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ ra xác định rõ nguyên nhân đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trách nhiệm của từng phòng ban đơn vị cá nhân có liên quan để có giải pháp khắc phục hiệu quả thị xã cần tiếp tục coi trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tiếp thu quán triệt cụ thể hóa các chương trình kế hoạch cải cách hành chính của trung ương và của tỉnh, từ đó áp dụng vào thực tiễn địa phương, đơn vị một cách hiệu quả. Sáng nay 29 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 về công tác cán bộ. Thực hiện nghị quyết 04 của tỉnh ủy ngày 12 tháng 3 năm 2012 về đổi mới công tác cán bộ gắn với việc triển khai nghị quyết, các cấp hội phụ nữ đã cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác cán bộ của hội tại cơ quan hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đội ngũ cán bộ hội được quan tâm đào tạo quy hoạch nhiều đồng chí trưởng thành trên các lĩnh vực công tác đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác hội và công tác cán bộ nữ của tỉnh chất lượng hội phụ nữ các cấp ngày càng được nâng lên đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trên cơ sở công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng các cấp hội tham mưu chuẩn bị tốt công tác giới thiệu nhân sự cán bộ nữ cho đại hội đảng bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và đại hội phụ nữ các cấp hội nghị cũng đã thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế và nêu giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cán bộ nữ thời gian tới trong đó chú trọng tính chủ động của đảng đoàn trong việc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo về công tác cán bộ nữ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp đổi mới đánh giá quy hoạch đào tạo bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ công khai minh bạch khách quan toàn diện xây dựng chiến lược cán bộ hội các cấp thực hiện tốt chính sách cán bộ tăng cường phát hiện giới thiệu nguồn cán bộ hội cho đảng chính quyền và các ban ngành đoàn thể Tối 28 tháng 4, tại quảng trường trung tâm khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng hóa đã tổ chức tổng duyệt nội dung chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022. Đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật có chủ đề Hải Tiến tình biển tình người, được kết cấu thành hai chương: Quê hương biển gọi và đón bình minh được dàn dựng công phu đặc sắc, kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại, thể hiện vẻ đẹp và sự phát triển của 10 năm du lịch Hải Tiến. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong cả nước và các nghệ nhân của xứ Thanh, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả du khách một trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng như lời mời gọi thân thiện du khách đến với khu du lịch biển Hải Tiến thơ mộng. Chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 do Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình và Tổ chức sự kiện Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 30 tháng 4 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Sáng nay 29 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc, Trung tâm Triển lãm Hội trợ và Quảng cáo Thanh Hóa, trực thuộc Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa, tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh tranh cổ động tuyên truyền về công tác an toàn giao thông năm 2022. Triển lãm ảnh An toàn giao thông năm 2022 giới thiệu tới công chúng hơn 200 ảnh và gần 100 tranh cổ động với bốn nhóm chủ đề: Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cơ quan chức năng, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, các công trình hạ tầng, dự án giao thông trọng điểm được khởi công khánh thành đưa vào hoạt động, các hành vi vi phạm an toàn giao thông thường gặp, các hình ảnh đẹp trong văn hóa giao thông. Triển lãm là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thông qua triển lãm nhằm góp phần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi người dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, chung sức thiết lập kỷ cương giao thông, tạo môi trường giao thông trật tự an toàn, văn minh thân thiện. Triển lãm diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022. Hôm nay 29 tháng 4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 nhằm tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021, thảo luận kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Doanh thu đạt gần 480 tỷ đồng, Lợi nhuận đạt gần 29 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 9.500 lao động. Hiện tại công ty đang triển khai đầu tư nhà máy may tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân với tổng vốn đầu tư hơn 250 triệu đồng và mở rộng nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà giai đoạn 3 với giá trị đầu tư 50 tỷ đồng. Năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Tiên Sơn đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 1.288 tỷ đồng, doanh thu gần 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 130 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức từ 10% trở lên. Để đạt được mục tiêu đó, công ty tập trung vào 4 mảng kinh doanh chiến lược gồm may gia công và khách hàng truyền thống, chuyển một phần sản xuất may gia công sang sản xuất FOB, đầu tư thêm nhà máy, cụm công nghiệp, gia tăng mảng bất động sản công nghiệp, đẩy mạnh kinh doanh thương mại nông sản, khoáng sản và xăng dầu. Đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình tập đoàn, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Với tinh thần chủ động, trực tiếp và sáng tạo, từ đầu tháng 4 năm 2022 đến nay, cán bộ chiến sĩ công an huyện Nông Cống đã xuống tận các xã để cấp thẻ căn cước công dân và định danh điện tử lưu động cho người dân, nhất là các công dân thuộc nhóm đối tượng ưu tiên sinh năm 2004 và năm 2007. Theo thống kê, huyện Nông Cống có hơn 4.600 học sinh trong độ tuổi đủ điều kiện cấp thẻ căn cước công dân, có gắn thẻ chip và mã định danh điện tử, trong đó có gần 1.700 học sinh lớp 12, để đảm bảo cấp thẻ căn cước công dân có gắn thẻ chip và mã định danh điện tử cho toàn bộ số lượng học sinh, học lớp 9 và 12 trên địa bàn huyện, Công an huyện đã có văn bản đề nghị phòng giáo dục và đào tạo huyện, ban giám hiệu các trường trung học phổ thông phối hợp chỉ đạo và yêu cầu 100% các em học sinh sinh năm 2004-2007 thực hiện cấp căn cước công dân mã định danh điện tử, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ra soát nhóm đối tượng phối hợp với các nhà trường sắp xếp lịch học, có phương án đưa đón học sinh đến các điểm làm lưu động. Công an huyện đã thành lập 2 tổ cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử lưu động, thực hiện cấp ở 28 xã thị trấn trên địa bàn huyện, tăng cường cả ngày thứ bảy và chủ nhật để đảm bảo cấp thẻ căn cước công dân cho học sinh. Lực lượng công an xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng và cái tiện ích của căn cước công dân và cái định danh điện tử. Đồng thời là tiến hành giả soát các nhóm đối tượng đặc biệt là phối hợp với các nhà trường có cái phương án đảm bảo đưa đón học sinh đến điểm cấp đảm bảo an toàn và đạt được cái chỉ tiêu tiến độ đề ra. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, Công an huyện Nông Cống đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hồ sơ cấp trả hơn 3.600 thẻ căn cước công dân gắn chip và mã định danh điện tử cho học sinh. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.